Năm 2011, sau khi nghỉ chế độ, ông Nguyễn Bá Điểm ở xã Tân An, huyện Thanh Hà trở về quê hương sinh sống, tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng tu bổ các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực cho quỹ khuyến học, kinh phí phòng chống COVID-19. Với những đóng góp này, gia đình ông Điểm là tấm gương sáng, tích cực ủng hộ địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngay trong năm đầu về quê hương, ông Nguyễn Bá Điểm đã đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân được ủng hộ 500 triệu đồng để làm đường đi và xây dựng nhà từ đường thờ danh tướng Nguyễn Hữu Cầu. Tiếp sau đó ủng hộ hơn 1 tỷ đồng tu sửa lại mái đình thôn Lôi Động và một số hạng mục di tích. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Điểm tài trợ 400 triệu đồng, làm mới hơn 200 mét đường giao thông nông thôn. Đây là những công trình không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương mà còn tạo diện mạo cho làng quê. Những việc làm ý nghĩa này đã truyền lửa cho phong trào an sinh xã hội để có thêm nhiều cá nhân đóng góp kinh phí ngày công tham gia xây dựng quê hương. Khi về hưu một cái thì mình chuyển thẳng về quê luôn. Không còn ở trong Vũng Tàu thì là bán đất đai đi để về đây. Quê hương cần cái gì đó, mình khả năng mình đến đâu thì mình giúp đến đấy. Không dừng lại ở các hoạt động ủng hộ kinh phí tu bổ xây dựng các công trình, ông Nguyễn Bá Điểm còn là nhân tố tích cực ủng hộ quỹ khuyến học và các tổ chức xã hội khác như hội cựu giáo chức, hội nông dân, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chung tay cùng phòng chống dịch COVID-19, gia đình ông Điểm đã ủng hộ địa phương và trao 48 suất quà cho các hộ gia đình nghèo với kinh phí gần 30 triệu đồng. Hiện gia đình ông Nguyễn Bá Điểm đang công đức xây dựng một ngôi nhà gỗ 5 gian cho chùa Khánh Hưng với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Mọi người đối với mình, người ta quý mến, tôn trọng mình, rất là trân trọng những cái việc nào của mình thì mình phấn khởi. Mặc dù là cũng có những ý này ý kia, nó không phải là theo như cái ý của mình, và cũng có người nói xấu, nói những cái lời không hay với mình, nhưng mà thôi cũng không buồn cái chuyện đấy, mà mình chỉ nghĩ được là cái tâm của mình đúng, làm việc tốt cho đời, để lại những cái gì đó. Gần đây thì đồng chí cũng đã cùng với nhà chùa tiếp tục xây dựng tôn tạo cái nhà tổ của chùa bái quê hương của đồng chí. Thế và chúng tôi đánh giá rất cao đồng chí đã truyền cái cảm hứng cho các cái người con quê hương, đã có rất nhiều người con em quê hương tập trung về cái nguồn lực về cho xây dựng nông thôn mới, và xã Tân An cũng đã được công nhận là xã nông thôn mới. Bằng những việc làm thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống hàng ngày, gia đình ông Nguyễn Bá Điểm ở xã Tân An, huyện Thanh Hà là nhân tố tiêu biểu bởi những đóng góp của gia đình có ý nghĩa đối với cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn còn nhiều khó khăn.